Dạ, Nam Mô Di Phật, kính thưa quý vị. Hôm nay con đi cùng ba Phật tử từ ở Chúng Y Tư, Túc Chân, Định Quán Đồng Nai của con. Bây giờ chạy lên tới cuối Tân Phú, gần Madagui, để trao cái bằng khen cho cái phong trào mỗi nhà đều chuẩn bị cái lễ đài Phật đản, mừng Phật đản sanh. Rồi, giờ sắp tới rồi, qua đường là tới rồi, đi mưa từ nãy đến giờ. Rồi, xe từ. Rồi, quay lại cái nhà mà có cái lễ đài đó, lễ đài Phật đản sanh đó. Đây là đây nè. Đó, cái nhà này nè. Đây tới đây rồi. Dạ mô Phật, dạ con ở chính tư lên tại đây gần đây, tại thầy trường hãy nhờ con. Dạ. Ở Định Quán này con lên cho nó gần. Dạ. Bữa con về chùa con gặp sư phụ á. Dạ. Sẵn thầy nhờ con lên trao cái bằng khen cho cái gia đình mà có Phật tử làm cái lễ đại lễ Phật đản. Này ha. Còn cái bàn Phật trong nhà đó. Nè, đây. Rồi. Ở bên đây là nhà mình ở phải không? Bên đây là có cái gọi là cái nè. Đây là cái tam bảo. Tam bảo tụng kinh ở trong đây luôn. Mẫu, mình thấy thánh mẫu. Bên đây là đời tấm Phật ở đây ha. Thôi thì trên tinh thần chương trình của chùa Hoằng Pháp là khuyến khích cho Phật tử để tạo cái vườn lâm tỳ ni, như là tạo cái cho có tinh thần ngày đại lễ Phật đản. Nên quý Phật tử nào mà có làm như cái như vậy nè, cái lễ đài trang trí như vậy, có tượng Phật đản sanh để làm cái lễ Phật đản tắm Phật, thì sẽ được cái tiên dương khen thưởng cũng như tặng quà của chùa Hoằng Pháp. Thì con cũng trên tinh thần là đi đến đây trao tặng. Đấy, đem phần quà đó, tặng phần quà rồi. Đây một phần quà, đây là cái bằng tinh dương. Dạ, bẩm sinh thầy tiên nữa, tiên bẩm sinh nữa. Dạ. 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 D
Giỏi. Con có áo lam không? Gần đến là còn 3 cây nữa là trời mưa.
tượng tượng Phật đản tâm nguyện thiên công đức mẹ mọi phước đạo Phật tăng diệt tê pháp thường gió hòa mưa thuận đức nước thân hình thế giới hòa bình chung tinh an lạc tứ nguyện cầu an cho đệ tử cùng gia đình Phật tử vụ nguyện quốc huy cùng chư hiện nam tín nữ Phật tử được nghiệp chướng tiêu trừ tai qua bệnh khỏi âm tâm an lạc thường được các tường vạn sự như ý phát tâm bồ đề quay về chánh đạo hấp nhận mưa pháp phước nguyện thân tu ra an thêm lòng tin pháp bảo càng sâu tâm từ đôi chung tình ngày càng tăng trường lại nguyện cầu tiêu cho hương linh cùng chư hương linh cụ quyền thân tổ các gia các tàu chiến sĩ trận phong đồng bào tử nạn nương nhờ tinh phần đến được đạo tràng nghe kinh nghe pháp sớm hót luồng mê xin về tình độ cấm nguyện ngà mất tiêu hắn người còn phúc và âm dương lượng lời pháp với nhân thiên đồng hành phân đạo cho con biết là chú có biết cái chương trình của chùa Pháp mà sao chú biết chú có hay đi chùa Hoằng Pháp không? Dạ con thì không hay đi chùa Hoằng Pháp nhưng mà con có tham gia vào cái hội nhóm chùa Hoằng Pháp. À. Dạ con có biết là chùa Hoằng Pháp có tổ chức cuộc thi nhà nhà mừng Phật đản. À. Dạ. Rồi thế là mình làm vậy hả? Dạ, năm nào cũng làm hết thưa thầy. À, năm nào cũng làm mà năm nào cũng làm ở theo chương trình của các chùa hay là như thế nào?
Dạ làm theo các chùa. Dạ. Thì năm nay mình làm để đăng ký ở bên chùa Pháp. Dạ dạ. Rồi vậy cho hỏi là chú là Phật tử tại gia khi mình biết đến đạo Phật là lâu chưa? Dạ thưa thầy là con biết đến được 10 năm rồi, con đi chùa lúc nhỏ với bà. Dạ. Nhưng mà có ăn chay trường chưa? Dạ cũng chưa. Chưa ăn chay trường nữa à? Dạ. Nhưng mà một tháng ăn được mấy ngày? Dạ con hay đi học, con hay đi không thể ăn được chính xác á. Nhưng mà cũng có ăn chay theo những ngày lễ ngày rằm phải không? Có bữa quên. Có bữa quên nhưng mà không, mình cố gắng mình ăn chay nhiều nó quen xong nó ăn chay trường luôn. Dạ. Mà giờ chú làm gì? Dạ. Làm nghề gì? Dạ con mới vừa học xong, giờ con ở nhà phụng sự Tam Bảo. Dạ. Chưa có mới học xong hả? Dạ dạ. Phụ giúp gia đình đúng không? Dạ. Rồi thôi thì mà chú có cho biết cái cảm nghĩ mà khi mà giống như mình phát tâm mình làm như vậy nè hàng năm á. Dạ. Rồi tới khi mình được nhận cái bằng tuyên dương công đức của chùa Hoằng Pháp, rồi với lại có khích lệ cái tinh thần cho mình làm theo cái chương trình nhà nhà mừng Phật đản. Dạ. Rồi mình có cái cảm nghĩ gì không? Dạ con rất là vui khi mà một người con Phật hàng năm đều đón cái ngày lễ Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Khi đó là con có tham gia vào chùa Hoằng Pháp và được quý thầy trao bằng tuyên dương công đức. Con rất là cảm ơn đến quý thầy, quý Phật tử. Dạ. Rồi thôi thì cũng thay mặt cho nhà chùa con cũng xin tán thán công đức của chú đã tự tay để thiết kế làm nên cái mô hình mừng Phật đản này. Rất có ý nghĩa đối với Phật tử tại gia cũng như là đối với con người con Phật biết nhớ đến ngày của đản sanh của Đức Phật. Rồi thì cũng cầu mong cho gia đình chú được an vui hạnh phúc và luôn sống trong ánh hào quang của mười phương chư Phật gia hộ. Con cũng kính chúc quý thầy và quý Phật tử mùa Phật đản an lành, bình an, vạn sự kiết tường. Rồi nam mô di Phật, rồi cảm ơn chú nha. Rồi em ơi, con đi về luôn.